Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Dưới đây là 4 câu chuyện ngắn có thật. Nghe xong, chúng con nghĩ ai cũng phải ngậm ngùi xúc động. Và qua những câu chuyện này, xin quý ông bà và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho các cha, các thầy và các sư nhé. Câu chuyện thứ nhất. Nó là con trai một. Gia đình nó khá giả, chẳng thiếu của ăn, của để. Ấy vậy mà nó lại thích cái đời sống khó nghèo của giới tu sĩ. Khi mà cái xóm này còn nhiều nhà mái lợp tôn, thì nhà nó đã xây 3 tầng cao tít. Ai cũng ngưỡng mộ gia đình nó. Nó đi tu, bố nó tuyên bố một câu sanh rờn: tao sẵn sàng từ mày. Bố nó không muốn nó đi tu, nhưng mẹ nó lại đồng ý cả hai tay. Mẹ nó muốn nó đi tu làm linh mục, để cả họ nửa mặt nửa mày, phước 3 đời mới có con đi tu làm linh mục. Bố mẹ nó cãi nhau cũng chỉ vì cái ý định dở hơi của nó là đi tu. Rồi nó cũng vào chủng viện được 3 năm. Tới trước thai nó chuyển hướng, lý do chẳng ai biết, chỉ nghe họ đồn đoán là nó về vì chuyện tình cảm. Mà tình cảm với anh lớp trên mới ghê chứ. Ở chủng viện anh em hay nói vui với nhau là Ninh Quan Đua, có nghĩa là hai người cùng giới không được gắn bó thân thiết quá. Nghe đâu nó bị tố, mà tố bởi thằng bạn thân từ tuổi nhỏ. Thế mới biết đời chẳng thể tin ai. Ừ thì nó về, nó cũng chẳng ngần ngại nói với mọi người là bề trên cho nó về. Nó vẫn sống, tiếng đời nó đã xấu thì còn gì nữa mà để đẹp. Coi như là ơn gọi của nó chừng đó, nó không trách thằng bạn, thôi thì cầu nguyện cho nhau. Mùa tĩnh tâm năm cũng chính là mùa chuyển hướng trong chủng viện. Anh em hay nói vui như thế, vì sau mỗi dịp tĩnh tâm năm, ít nhất cũng có thầy về, hoặc một, hoặc năm, hay 7 người. Thế mới biết đời tu chẳng thể chắc chắn được điều gì. Nay còn ở cùng nhau, mai đã lại xa nhau rồi, nên trân quý từng giây, từng phút được sống cùng nhau. Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ. Câu chuyện thứ hai. Em không tu nữa. Em về cũng gần cả năm nay rồi. Em vẫn sống rất bình dị và nhẹ nhàng. Mặc dù đường tu không thành công, nhưng nó cũng đã giúp em thành người. Về thì phải thay đổi, chứ đâu thể giữ cái nét nhà tu được mãi. Quần áo, tóc tai, em thay đổi sao cho hợp với đời hơn. Ấy vậy mà người không ưa em vẫn lời ra tiếng vào: phấn son vậy hèn chi mà không tu được thì phải. Em im lặng, em ngẫm nghĩ, em chỉ nghe rồi chẳng nói gì. Em mở một tạp hóa nhỏ để bán hàng qua ngày, và cũng là để kiếm thêm thu nhập. Bán buôn thì lời lãi là chuyện đương nhiên, vậy mà người ta cũng xỉa sói: bán hàng đắt như quỷ, ai mà mua. Quán của em vẫn cách dần, em cũng im lặng và chẳng nói. Em gái em rất dài có bầu trước, xóm làng cũng tha hồ soi em. Còn em nó vậy thì chắc con chị cũng chẳng ra gì, tu 10 kiếp cũng chẳng thành. Em buồn, đời tu đã khó, đời thường cũng chẳng sung sướng gì. Em vẫn im lặng, vẫn bán hàng và vẫn sống. Câu chuyện thứ ba. Nó ngồi ở một góc nhà, ngắm mặt trời mọc. Nó thấy bình yên đến lạ. Buổi sáng ở quê nó thật yên tĩnh. Nó đếm 372 ngày. Ủa vậy là cũng hơn một năm nó nghỉ tu. Vậy mà cứ ngỡ như ngày hôm qua. Ơn gọi đến với nó thật bất ngờ, rồi cũng đi bất ngờ. 5 năm kể từ khi bước chân vào đại học, nó đã chập chững tìm hiểu về đời tu. Rồi 5 năm nữa gia nhập vào hội dòng. Tính đi tính lại cũng phải chục năm chứ ít ỏi gì. 10 năm là một chặng đường làm sao mà quên. 10 năm biết bao ân tình cho người và người cho. Lúc mới về, mẹ nó nói 10 năm thế là công cốc, 10 năm giờ lại về báo gia đình. Nhưng nó biết làm sao, không tu thành sơ thì tu thành người cũng được mà. Nó tặc lưỡi, đời mà. Bộ áo dòng nó xin mẹ bề trên,
cho đem về còn treo trong tủ. Áo dòng không làm nên thầy tu, áo dòng giờ chỉ là một kỷ niệm đẹp với nó. Đời tu của nó kết thúc như vậy đó. Sáng nay tạp hóa của nó bị cướp, người ta vô trộm đồ rồi bỏ chạy. Nó cũng chẳng làm được gì. Đời đã khổ rồi mà người ta còn gieo rắc nỗi khổ cho nhau. Câu chuyện thứ tư. Anh năm nay đã 39 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ trung. Anh đi tu, nhưng đường tu của anh lận đận. Anh lao đao giữa dòng đời tưởng chừng như rơi vào bế tắc. Gia đình anh đông anh em, anh là con thứ ba. Cha xứ thấy gia đình khó khăn nên nhận anh về nhà xứ nuôi, cũng là để sau này cho đi tu, vì anh xuyên đi lễ và giúp lễ. Cha xứ bệnh rồi qua đời, cha xứ khác về thay, anh vẫn ở cùng cha xứ. Hết 12, anh muốn đi tu, nhưng là tu dòng chứ không phải triều. Cũng ở thời điểm đó, cha xứ phát hiện mình bị ung thư, nên muốn giữ anh lại để tiện chăm sóc cho cha. Anh đồng ý. Đường tu của anh lại lỡ bước. Sau khi cha mất, anh lại tiếp tục lý tưởng đời mình, tìm hiểu dòng này dòng kia nhưng lại thấy không hợp. Rồi anh cũng đi tu, nhưng lại tu trong một dòng đang thử nghiệm. Qua quãng thời gian dài, anh được tuyên khấn lần đầu. Nhưng mới nghe đâu, vì sau thời gian thử nghiệm thấy không hợp nên dòng tu của anh phải giải thể. Anh bơ vơ, anh lạc lõng giữa dòng đời. Đường tu của anh coi như hết. Hôm qua nhắn tin, anh nói anh bình an lắm em à. Dạo trước hơi buồn, nhưng giờ thì phó thác thôi. Chúa viết nét thẳng trên đường cong mà. Ơn gọi của anh chừng đó, anh khao khát chức linh mục, nhưng chẳng thành. Thôi thì anh gửi lý tưởng đó cho em, mong em cố gắng nhé. Có lẽ anh vẫn đang tu, không phải trong dòng, nhưng chính là trong con người của anh, con người của sự hy sinh, bác ái và bao dung. Cầu chúc anh vững bước trên đường đời. Tất cả câu chuyện này chúng con lấy từ trang Ơn Gọi Thánh Hiến. Mọi người có thể theo dõi trên trang đó, có rất nhiều câu chuyện ơn gọi hay. Xin cảm ơn cộng đoàn. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.